Ơi, chào cả nhà nha. Hôm nay là nghịch mùa mà ốc nó đẻ nè cả nhà. Nhà mô hình của mình nè. Mấy cái vòi ở bên đây nè, mấy cái vòi đó là mấy cái vòi mình xốc nước. Nhưng mà hổm gài thì không có xốc. Chỉ tự nhiên có nhá cái bữa đó mưa, nó mưa ít lắm. Nhưng mà nó tưởng mưa thiệt hay sao đó, là bữa nay nó lên nó đẻ nè, mới hồi hôm này cũng được ba ổ nữa nè. Đó. Mình tạo cái môi trường tự nhiên đó cả nhà. Cái con này con ốc nái nó lên nó đẻ cái ổ trứng cái hết biết luôn. Đây là trứng, này là trứng của con ốc bu đen da láng, ốc nhồi á. Còn cái ổ bên đây nè, cái ổ nhỏ bên đây nè, cái ổ này nè, ở bên đây cái trứng nó nhuyễn hơn, nó nhỏ hơn. Cái trứng bên đây mẹ gọi là ốc lát nè, nó trứng này trứng ốc lát nó nhỏ. Còn trứng ốc nhồi thì cái hột trứng nó bự hơn nè, rất là to luôn. Cái này nó chưa có ấy lại, nó mới lên đẻ, là nó xuống nó mát mát này nó lên nó đẻ bự à. Rồi còn bên đây là ốc con của mình. Ốc con nè cả nhà. Nay thì nghịch mùa nên là ốc nó đẻ thì nói chung là ít chứ cũng không có được nhiều, nhưng chứ nó không gộ. Thì ốc mình nay mình ra hết rồi. Còn lại có mấy ổ. Nó chen ở dưới này mình không thấy chút chút mà. Còn bên kia là hồ ốc lứa. Ốc lứa bên kia thì cũng bự rồi, nhưng mà mình mùa này thì mình chưa cho qua đẻ đâu. Mình thấy nó vàng tươi vậy nè, thấy nó vàng, nó vàng tươi mà nó mỏng, vỏ của nó mỏng là nó lẹ lớn đó cả nhà. Nó cỡ trạng bay lớn vậy, nếu như thằng nào mà bị mòn mòn đít là cỡ vậy là nó mòn dữ lắm rồi đó. Còn như mình ở đây thì nó không có mòn nè, là do có thuốc. Mình ở đây thì mình sử dụng cũng nhiều nhiều cái loại thuốc lắm, vậy không 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 thể nào kể ra hết được. Còn anh em nào mà kiểu như mà mới nuôi mà chưa có kinh nghiệm á, bị á sưng vòi thì cỡ bay lớn vậy nó chưa có sưng mấy đâu. Sưng vòi là thường thường nó lớn rồi nó mới có cái hiện tượng sưng vòi bằng ngón tay vậy nè, là nó mới có. Còn như chặn dày là ít lắm, chặn dày là nếu như mà có bị á, thì thường thường bị mòn vỏ đít đó, bị con hà ăn đó, là do hồi mới nở đó. Nó mới nở đó, cả nhà, nó mới nở nó xuống nó bị suy dinh dưỡng á, à, nó nhỏ hơn người ta thì trứng thì có trứng mạnh trứng yếu á, thì nó mới có bị. Còn nếu như mà nó bị thì mình có thuốc mình chặn đứng nó được thì nó vẫn lớn bình thường nha cả nhà. Còn miễn mà kiểu như mà mình không có chặn mà mình bỏ lèo á, với hai mình không biết á, mình không có ra mà coi vậy nè, thường thường mình coi vậy nè đó. Nếu như mà mình không thường xuyên coi hay là mình không biết á, là nó ăn con hà nó ăn bị mòn đít như nè, là bằng ngón tay là nó bị lủng vô gan là nó chết cả nhà. Hôm rồi thì nhiều dữ lắm nhưng mà mình ra hết rồi, không 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 còn nữa. Còn cái mớ này thì mớ này là mớ mùa nghịch không nè. Thì ở dưới cái hồ này theo như mình phỏng đoán thì chắc cũng tầm còn lại khoảng thiên à, khoảng muôn á, một dạng con 10.000 á, thì cỡ tầm đó đổ lên chứ cũng chứ không ít. Thì mình tính phỏng phỏng vậy đó, có thể là hơn nữa nhưng mà mình tính vậy thôi.
mình tính cái số trứng của nó đó. Nó không cái xuất sắc nó trúng 100% thì nó không 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 được, nhưng mà theo mình đoán thì chắc được cỡ đó. Ở dưới này thì nó lọt chọt, nó không đồng cỡ, nó đủ thứ trạng hết. Bằng ngón tay út, bằng ngón tay út nó, bằng ngón tay út nhỏ chiếu như vậy cũng có luôn, mới nở cũng có luôn, quá trời. Còn lươn á thì mùa này thì nó rút hết rồi nha cả nhà. Đây là hang lươn nè, nè. Nó chỉ nằm, nó chờ thôi, chờ mưa. Nó đóng hang hết rồi, đóng hang, nó vô ụ nó ở hết, không có ra. Thì mùa này thì mình nuôi lươn đồng thì nó vậy đó, mùa này là không có tốn thức ăn. Rồi thôi chào cả nhà nha.